Con nào đi rừng vừa mạnh vừa dễ chơi hả? Chịu thôi anh em ơi. Khó thế, làm gì con tướng nào mà vừa mạnh vừa dễ chơi? Kiểu như là thường thường ấy, mạnh nó phải khó chơi một tí á, khó chơi một tí thì nó mới tận dụng được sức mạnh của nó ấy. Vừa mạnh vừa dễ chơi chắc Carthus đi farm farm đây, dùng R đây. Carthus thì nó mới sửa bản này, nó sửa là nó giảm sức mạnh con Carthus đi boss. Về rừng thì về cơ bản nó không thay đổi gì ở rừng, tại vì hồi mana hay là giảm một tí đam thì nó cũng bút lại lên đam quái rừng rồi. Đánh rank chắc Khánh lấy thu thập bác ám để Khánh đi gank hay là đánh với team cho nhiều. Để thu thập bác ám thì không có làm mấy cái trick giảm một chiêu được anh em nhé, không có làm mấy cái trick giảm một chiêu được, cứ thấy sao ít máu thì rờ thôi chứ không có trick chủng gì hết á. Ông đối đầu với em Sen thì dễ, kèo này thì cứ để cho đếm ngược thời gian tự lo. Đếm ngược thời gian thì là một người chơi, tôi không biết là ai nhưng mà chắc là tự lo được. Em Sang vô check rừng anh Khánh hay thế nhở em Sang này. Tí rủ sang chơi chế độ mới đi anh Khánh. Có Duy nha. Rủ sang chơi chế độ mới là rủ ai? Rủ em Sang hả? Sang là kiểu... bây giờ em Sang là đội trưởng của team mà, nên là phải em Sang muốn mới được chứ mình không có kiểu FF hay gì đâu. Em Sang không thích, em Sang thích mình á. Hơi khó băng trụ nhưng mà có thể được. Thế hơi khó thật ạ. Biến các bạn ấy. Chúng mình cũng dễ mà, đánh con Carthus thì chỉ cần làm theo Khánh là được á. Đánh Carthus thì các bạn cứ làm theo Khánh thôi. Cái quầy cuồng top kìa, cháo nái chưa. Trời ơi. Trời ơi. Gặp em Sang gõ cho to đầu rồi. Về chắc mình lên mình tắt máy em Sang được không? Em Trọng giấu tên đã uy scan 8 em Trọng đồng nha. Dương 5 mạng 200 ca cô A Khánh làm nhẹ cái kèo tối cho bùng lộ A. Dễ em Trọng ơi, Em Trọng nhân đôi không? Bây giờ Khánh chọn ngôi sao hy vọng được em Trọng. Bây giờ Khánh chọn ngôi sao hy vọng gấp đôi mạng, gấp đôi tiền được không? Khánh kiểu đường lên đỉnh Olympia, không phải đang cần ngôi sao hy vọng á. Em Trọng giấu tên đã uy scan 8.000 đồng. Chấp nhận ngôi sao rồi, hy vọng. Rồi. Chấp nhận thử thách. Kích hoạt ngôi sao hy vọng thành công. Đó, giả bộ không có trừng phạt là Hecarim thấy khoái. Đâu được. Thấy khoái mà đâu có làm gì được đâu. Ồ chết rồi, Khánh tính rờ mà không hút được. Đó nó, đúng rồi. Quê nice. Ây da, chạy nhanh nhỉ. Đó, cái tăng tốc độ boost anh em ơi. Tăng tốc độ boost đó. Có đánh nhau đi Khánh giờ. Khánh phải để mana Khánh giờ. Rồi, lao lên Ezreal, tốc biến lên. Quê trên top bây giờ. Quả ai chóc này thì lấy cái gì ra mà chơi với nó đây. Em Sang này, nóng tính quá. Trận tốt mình ba xác rồi. Trời ơi, Nguyệt Đao. Đánh xa ra, đánh xa nó ra. Tôi không quen nó. Trừ một thằng em. Trừ một trận thắng luôn không? Không á, phải cộng á, Kama đánh tốt phần này nha. Carthus thì khỏi phải bàn ha. Trừ phạt ăn nhẹ cái thu thập bác ám ha. Cái gì thu thập bác ám? Đấy thu thập bác ám về. Thế mình gánh được team. Anh Khánh và em Sang, ai sẽ là người gánh được team đây? Mỗi người đều đang có một cái cây đẹp cho riêng mình. Ôi da, còn tốc biến này. Có đấy, cái san tên này. Gặp em Sang, đấm cho veo hết cả mồm rồi. 060 ạ. Hay. Mày lên trên đánh thôi. Đánh không có ai chóc thì tỷ lệ thắng nó cao á. Đánh có ai chóc thì hơi gãy.
Rồi, phi luôn. Chạy gấp, chạy gấp, chạy gấp, chạy gấp, chạy gấp. Gấp, chạy gấp. Chạy gấp. Chạy gấp. Chạy không được rồi. Liệu có phải là một pha mà quân địch lao vào vòng vây của team mình và chết hết không? Liệu có phải là một pha? Liệu có phải là một pha? Chết hết không? Ezio. Ezio. Đâu đâu đâu, cẩn thận bạn ơi, cẩn thận bạn ơi. Bạn ơi. Bạn hiền thân yêu ơi. Nice. Đại à. Cái gì mà đánh AD mà đi như là tướng tanh nhỉ? Bên team mình thì vẫn có khả năng đánh được. Hơi nhiều phép. Tính ra mình pick con ca thất đầu đó, pick ca thất lượt 2 đó. Mà team mình vẫn nhồi hơi nhiều phép vào. Đăng Lê đã uy xe. Đăng Lê nha. Không sao đâu anh ơi, game này thua cũng được tại team toàn đệ cường 7 núi không à, châu tới giả. Có không vậy? Team đệ không vậy? Rồi, chưa xong được rồi. Nhìn thấy mày hơi no hope anh em ơi. Nó không, bây giờ chỉ có con Syndra mà nó xanh vào đánh tốt á thì thắng được, nhưng mà cái chuyện đấy thì nó hơi khó xảy ra. Nó đánh tốt theo kiểu một siêu tốt cơ nha, chứ không phải là tốt theo kiểu tốt bình thường đâu. Tốt siêu tốt mới thắng được ạ. Tất cả cho con Syndra là kiểu tướng mà cho dù team địch có lên nhiều kháng phép thì con Syndra nó vẫn có khả năng đam được. Cả thớt thì thành cỡ nào thành cũng chỉ dùng được từng đấy chiêu à. Em trọng nhá. Nhờ chết rồi, tự nhiên quên mất cái kèo. 10 mạng à, đây là mình phải ăn thêm 4 mạng nữa à. Ây à, được á, được á, được á, được á, vẫn được á, vẫn được á. Đấy là lý do mà Khánh Thanh Bảo phải chiều siêu hay mới đánh được á. Cái thế đấy thì thằng nào cũng có thể chết thế đấy thôi. Từ khi bạn né được nhiều chiêu thức á. Như dẻo dẻo như Khánh thì chắc là nên là sống được vào đấy. Cái gì mà chạy về ba? Bách về nữa hả? Bách về đấy hả? Ăn đấy, ăn thêm ăn chim em. Ăn tiếp ăn chim em. Ăn thật luôn anh em. Người dẻo như Khánh thì làm được á. Nên tiếc là team mình thì có một Khánh thôi á. Mày mẹ đi. Ăn này thôi. Mới tập chơi đã uy scan. Mới tập chơi nha. Lật kèo giống trận versus TES cho cảm xúc mãn con nhãn bánh khéo ơi. Yes sir, yes sir. Anh em có tự tin vào khả năng chịu phạt không? Trước hết thì ai phá được thành kia đấy. Karim mà chết đúng không? Thì nó về nhỉ? Phá mắt, phá mắt, phá mắt, phá mắt anh em. Ây dô. Anh tanh medic ta. Anh không chịu phạt được đâu đấy. Em trọng giấu tên đã em trọng nhá. 8.000 đồng. À Khánh chạy cơ pi ác vậy. Không chịu phạt được nha, cảm ơn em trọng nhá. Đủ luôn này. Ông chơi game phải thắng em trọng ấy. Lần này phát thấy không chịu phạt được nhở. Phê Khánh quy rồi á. Thì Khánh check lại xem Khánh có bị tank Baron không. Ở TP kìa. Phải hả? Rồi. À cái phà. Rồi cho nó bọc đầu, không biết từ đâu ra luôn. Không biết từ đâu ra luôn. Em thấy vì sao. Anh em biết vì sao Khánh bảo là Karthus không có nhận team chưa? Em thấy Khánh giờ không? Kiểu như là cái trùy gai nó còn không mất được cái giáp của cái trùy gai á. Trời, 1100 lá chắn, Khánh giờ được 500 máu, kiểu được có một nửa cái giáp á. Đép được, đép được. Cái thế này quen quen nha, cái thế đép nhà là quen quen nha. Xong ca thớt đi ra rồi nè, ca thớt đi ra rồi nè. Đấy à. Năm thôi. Vài lìn. Quy trừng phạt ba năm máu. Em trọng giấu tên đã uy scan 199.990 đồng. Cái quy chưa xuống, cái quy chưa xuống ạ. Hay rồi A Khánh ơi, em trọng giấu tên nha. Làm e giáo án Kindred được cô. 1.000 đàm không đỡ nổi. Cảm ơn em trọng nhiều. Thank you em trọng. Hôm đấy kèo của em trọng nhưng mà game đấu không thắng nha, không hài lòng nha. Mà hút được